Trời ơi, lúc hai quả táo nè, cái tay to. Táo này táo Đài Loan nha, chứ không phải là táo Mỹ đâu nha. Mà nó to khủng hoảng này, cắn thêm cái nữa. Ngon. Ăn đi bố. Ngon. Ừ, cái hột là biết rồi nha. Chưa chín là còn. Trời ơi là trời. Ngọt đúng không? Ừ. Quá to luôn. Hột này là hột táo Đài Loan nha. Thấy hột rất là ngon. To hay to. Có ai thèm không ta? 100 đồng hai quả táo. Cả cây táo có hai trái à? Hết mùa. Không có hạt đâu. Có hạt chứ. Ta để dành hạt nha, rồi trồng bằng hạt ra sao. Mới đào cây mọi người thông cảm, lúc nào mình làm vườn nó tay chân cũng dơ. Ok thôi chào mọi người.